Trong bối cảnh bệnh dịch tả lợn châu Phi có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, các cấp các ngành của tỉnh đã và đang quyết liệt chỉ đạo cùng với nhân dân tích cực thực hiện công tác phòng chống, thiết lập các vòng an toàn để bệnh dịch không lây lan diện rộng. Từ ngày 25 tháng 5, bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại xã Hưng Long, huyện Yên Lập, bắt nguồn từ các hộ dân có lợn ốm chết tập trung ở khu đồng chung. Phát hiện tình trạng lợn ốm chết, các hộ chăn nuôi đã báo cáo với các cơ quan chức năng để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi có kết quả dương tính với virus bệnh dịch tả lợn châu Phi, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo tiến hành tiêu hủy số lợn trên theo đúng quy định. Tại xã Phong Phú, huyện Đoan Hùng, ngay sau khi phát hiện có ổ dịch tả lợn, nhân dân trong xã đã gấp rút mua vôi bột, thuốc sát trùng, vệ sinh chuồng trại, hỗ trợ lực lượng chức năng của xã kiểm soát phương tiện vận chuyển lợn, thịt lợn đi qua địa bàn. Hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi đang có diễn biến phức tạp, phạm vi lây lan rộng. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến ngày 12 tháng 6, đã có 69 xã phường thị trấn thuộc 11 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh công bố có dịch tả lợn châu Phi. Bên cạnh nỗ lực vào cuộc của các cấp chính quyền, thì công tác phòng chống dịch cũng còn nhiều hạn chế do lực lượng cán bộ thú y mỏng. Ở cấp xã chỉ có một cán bộ phải bao quát nhiều thôn. Ngay khi bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra, tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai các phương án hành động cụ thể nhằm ngăn chặn ứng phó khẩn cấp đối với dịch bệnh. Trong đó, thành lập 139 chốt kiểm soát tại các xã công bố dịch, vùng bị lây lan dịch, vùng đệm. Các đội kiểm soát lưu động, chốt kiểm dịch kiểm soát được hoạt động 24/24 giờ. 13 trên 13 huyện thành thị đã triển khai công tác kiểm tra các hộ cá nhân tập thể kinh doanh thịt lợn, các sản phẩm từ lợn tại 184 chợ. Cái thứ hai, đối với những cái huyện và thành phố mà đã bị dịch thì chúng ta phải thực hiện nghiêm túc cái việc lập các chốt để kiểm soát phương tiện ra vào vùng dịch, vùng đệm và vùng nguy hiểm. Và cái thứ ba đó là thực hiện nghiêm túc cái việc tiêu hủy. Ngay lúc này đang là thời gian cao điểm dịch tả lợn lây lan phức tạp khó lường trên toàn quốc. Vì vậy, đề nghị các cấp các ngành cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong việc xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vận chuyển, tiêu thụ lợn ốm, lợn dịch, đồng thời tích cực tuyên truyền đến người dân nghiêm túc thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi.